Tại sao cây thông đen Nhật Bản lại được rất là nhiều nước trên thế giới đang thì thích trồng và sưu tầm, trong đó có Việt Nam và đặc biệt là đất nước Nhật Bản thì cái cây thông nói chung và cái cây thông đen nói riêng là một trong những cái biểu tượng đặc trưng của đất nước Nhật Bản. Thì trong cái video hôm nay em Ngọc sẽ chia sẻ cho các bác thêm một số những cái ý nghĩa phong thủy mà cái cây thông đen mang lại hiện nay đấy thì nhân tiện trong cái video hôm nay em Ngọc đang chuẩn bị đi gửi ở đây là có hai túi thông đen, mỗi túi là 50 cây gửi cho một bác khách. Bác rất là thích sưu tầm các dòng thông đặc biệt là dòng thông đen của Nhật Bản và bác lấy của bên em Ngọc. Đấy, thì tí nữa thì em Ngọc sẽ đi mang ra để gửi xe khách cho bác. Thì tiện thể thì em Ngọc cũng quay một cái video ngắn để chia sẻ cho các bác thêm những cái ý nghĩa phong thủy mà cái cây thông đen này mang lại khi mà trồng ở trong vườn nhà Đấy. theo như phong thủy thì cái cây thông đen này nó có phong thủy rất là tốt cho những ai mà trồng ở trong vườn nhà đấy trồng thông đen trong nhà thì nó mang cái tính uh, trường thọ này bền vững này lâu bền vì sao vì thông đen là cái cây uh, có tuổi thọ rất là lâu năm và uh, cây thì nó phát triển rất là lâu đời và rất là chậm lớn đấy vì vậy người ta uh, trồng thông đen với mục đích phong thủy là cây trường thọ bền vững Đấy, thứ hai ý nghĩa phong thủy mà cây thông đen mang lại là uh, sự kiên định, Đấy, kiên định này, kiên trì này, bất khuất. Đấy, tại sao lại nói như vậy? Vì cây thông đen nó là một trong những cái dòng cây uh, chịu được những cái thời tiết vô cùng khắc nghiệt, Đấy, nắng, mưa, bão gió hoặc là những thời tiết khô hạn mà cây nó vẫn phát triển và có thể là sinh trưởng và đứng vững được ở trong những cái thời tiết khắc nghiệt như vậy Đấy. ở một số những căn biệt thự như hiện nay thì người ta trồng thông đen còn với mục đích là Uh, biểu tượng của sự hạnh phúc trong hôn nhân gia đình, đặc biệt là các nhà đại gia, các bác thấy không biệt thự nhà vườn thì hầu như là vườn của uh, nhà bác nào cũng có uh, ít nhất là vài cây uh, thông, đấy không chỉ thông đen mà một số những dòng thông khác thì người ta cũng vẫn uh, trồng ở trong các uh, biệt thự vườn biệt thự uh, ở trong hồ cá coi này hay là sân vườn đấy thông đen thì nó rất là nhiều những cái ý nghĩa phong thủy mà nó mang lại bên cạnh những cái ý nghĩa phong thủy thì bây giờ người ta chơi thông đen và trồng thông đen với mục đích là giúp làm đẹp cho sân vườn trang trí sân vườn cũng như là uh, thỏa mãn cái đam mê và cái thú chơi bonsai cây cảnh nghệ thuật hiện nay đấy chính vì vậy mà hiện nay á, rất là nhiều bác đang thích uh, siêu tầm và trồng những cái dòng thông đặc biệt là cái dòng thông đen của nhật bản các bác ạ đấy, thì bên em ngọc là một trong những cái đơn vị trung tâm có ươm được những cái cây giống thông đen để phục vụ cho nhu cầu chơi cây cảnh và trồng ở trong vườn nhà giúp trang trí sân vườn phục vụ cho các bác chơi nếu các bác mà đang có nhu cầu muốn mua cây giống thông đen chuẩn chất lượng đấy, và cây khỏe mạnh mập mạp như thế này thì các bác liên hệ nghe cho em ngọc nhé à, số hotline của em Ngọc là 0868 284 789 nhé. Các bác có thể là gọi trực tiếp cho em Ngọc hoặc là có thể là kết nối uh, nhắn tin qua Zalo thì em sẽ gửi uh, thêm cho các bác những cái hình ảnh cũng như là báo giá cụ thể hơn để cho các bác nắm bắt được những cái thông tin về cây giống thông đen này. Còn trong video hôm nay em Ngọc xin phép được kết thúc video ở đây và uh, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhé.